Thưa quý vị, thưa bà con, công ty cổ phần phân bón Mùa Vàng chúng tôi năm nay ra một cái loại phân bón thế hệ F22 là phân bón mới. Đây là một loại phân bón mới. Thì trong cái công nghệ phân bón mới này, F22 nó khác với thế hệ phân bón F trước là nó được tăng cường bổ sung thêm các cái chất sinh học, các cái chất enzyme và các cái chất như là axit humic hoặc một số các cái men khác nữa mang tính chất là các enzyme sinh học. Thì mục đích là vừa tăng năng suất và vừa cải tạo đất. Thì cái sản phẩm F22 mới này nó rất là phù hợp tập trung để sản xuất nông nghiệp hiệu quả thông qua việc tăng năng suất, giảm chi phí sâu bệnh và giảm cái giá thành. Mục đích của chúng ta là hướng tới cái nông nghiệp hiệu quả, yếu tố đầu tiên. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng phân lười F22 để sản xuất nông sản chất lượng cao phù hợp với cái điều kiện xuất khẩu. Thứ ba nữa là sử dụng phân con lười F22 thế hệ mới để chúng ta áp dụng trên thành công hiệu quả hơn trên các cánh đồng mẫu lớn, nó rất phù hợp với lại các cái cánh đồng mẫu lớn thông qua những cái chi phí giảm được chi phí, tăng được hiệu suất kinh tế và giảm công lao động, đồng thời hạn chế tối đa sâu và bệnh hại, cũng là một cái chi phí rất lớn đối với lại cái quy mô sản xuất cánh đồng mẫu lớn. Như vậy, phân bón F22 chúng tôi là thế hệ mới. Chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và tăng cường hơn qua cái quá trình cải tiến để hướng tới một cái loại phân bón nó mang cái tính chất là công nghệ sinh học, có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào trong tầng canh tác của đất, làm thay đổi cái hệ vi sinh vật trong đất theo hướng có lợi hơn cho con người, cho người sản xuất và người sử dụng. Vâng, xin cảm ơn quý bà con đã tin dùng cái sản phẩm phân bón F22 thế hệ mới của chúng tôi. Xin cảm ơn.